Vì sao chúng ta thường đốt vàng mã cho người đã khuất? Nguồn gốc của tục đốt vàng mã này bắt nguồn từ đâu? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngay sau đây. Trong những ngày lễ Tết hay trong những lễ cúng gia tiên, chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh những vật dụng bằng giấy được đốt sau khi cúng bái, cầu khấn tại các đình, đền, chùa, miếu, phủ hay trong gia đình được gọi là hóa vàng hay đốt vàng mã. Theo quan niệm dân gian, những người đã chết sẽ được đưa xuống cõi âm, một nơi giống với cõi dương, nên người ở cõi âm đều sinh hoạt giống như trên dương thế và họ cũng cần có những vật dụng hàng ngày cho cuộc sống như tiền bạc, quần áo, giày dép để có thể gửi tiền đồ cho những người ở cõi âm. Người ta đốt tiền âm phủ và nhiều loại vàng mã khác như những vật dụng thường dùng, sau này biến tấu thêm nhà cửa, xe máy, tivi, điện thoại, quần áo. Nhiều người tin rằng khi người ở cõi âm được đốt nhiều vàng mã, tiền âm phủ thì sẽ có nhiều tiền để tiêu và trở nên giàu có. Và khi họ trở nên giàu có thì sẽ phù hộ nhiều hơn cho những người đang sống ở trên dương thế. Tuy nhiên, ý nghĩa chính của việc đốt vàng mã là thể hiện sự quan tâm và mối thâm tình đậm sâu với người đã khuất. Tục đốt vàng mã có nguồn gốc từ Trung Quốc, xuất hiện trong đám tang của người xưa. Vào thời nhà Tần, nhiều quý tộc Trung Hoa có thói quen tùy táng người chết bằng bạch ngọc cùng nhiều đồ vật có giá trị khác và phát triển cực thịnh dưới thời nhà Đường. Người Ai Cập cổ đại cũng có quan niệm rằng chết là bắt đầu cho cuộc sống dưới âm phủ sau đó, nên trong triều đại của mình, các pharaoh Ai Cập đã cho xây dựng những kim tự tháp nguy nga và tráng lệ với mục đích tiếp tục hưởng thụ cuộc sống sung túc về vật chất sau khi chết ở cõi âm. Từ thời nhà Hạ, người Trung Quốc mới có tục làm đồ gỗ, đồ đất để chôn theo người chết, nhưng đến thời nhà Chu, họ lại có tục tuẫn táng. Về sau thấy lệ tuẫn táng là vô nhân đạo nên người Trung Quốc lại chế ra người gỗ, người cỏ để chôn thay người thật. Tục chôn người gỗ, người cỏ này vẫn còn gây nên nhiều ác cảm, căm phẫn trong lòng các nhà nho nổi tiếng như Khổng Tử, Mạnh Tử. Trong kinh lễ, Đức Khổng Tử, người đã sáng lập ra Nho giáo, một triết gia lỗi lạc bậc nhất của Trung Quốc và châu Á, đã của rằng ai bày ra hình nhân thế mạng để chôn theo người chết đó là kẻ bất nhân. Đến thời nhà Hán, do sự phản đối của các bậc nho sĩ nêu trên mà lệ tuẫn táng được bãi bỏ, nhưng người ta vẫn chôn các món đồ ăn mặc hay dùng của người đã chết. Ngoài ra còn có thêm một phong tục khác là làm nhà mồ, làm phỗng đá quanh nhà mồ. Khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi hoàng đế, nhận thấy việc này quá lãng phí nên đã ra sắc lệnh cấm tùy táng bằng hiện vật thật, thay vào đó là nghi thức tượng trưng, tùy táng bằng đồ giả, tiền vàng giả. Tục này phát triển cực thịnh vào thời nhà Đường và bắt đầu lưu truyền vào Việt Nam. Như vậy, có thể thấy ý nghĩa ban đầu của tục đốt vàng mã rất nhân văn, nhằm tránh sự lãng phí của cải. Từ đời nhà Đường, người Trung Quốc mới chế ra giấy và vàng mã để thay thế cho các hình nhân, các đồ vật, đồ mã chôn theo người chết khi có tang ma. Câu chuyện chế tạo vàng mã bắt đầu từ việc chế ra giấy. Đời nhà Hán, ông Thái Lĩnh lấy vỏ cây gió và rẻ rách, lưới đem về chế ra giấy. Đời Đường, ông Dương Vũ dùng giấy chế ra vàng bạc, quần áo bằng đồ giấy để cúng rồi đốt đi, thay thế cho vàng bạc đồ thật trong tang ma tế lễ. Năm Khai Nguyên thứ 26, tức năm 738, vua Đường Huyền Tông ra sắc dụ cho phép dùng tiền giấy thay cho tiền thật trong việc cúng tế cầu siêu. Như vậy, có thể nói Dương Vũ chính là thủy tổ của nghề làm vàng mã. Ngoài giấy tiền vàng bạc cùng các loại giấy khác, người Trung Quốc thời đó còn chế ra những hình nhân thế mạng cho vợ, người hầu, con cái, tôi tớ, rồi thì nhà cửa, xe cộ, đồ đạc, vật dụng, áo quần, lục xúc và hàng trăm vật khác bằng giấy. Các loại đồ vàng mã gọi chung là minh khí này liên tục xuất hiện, làm cho nhân dân đua nhau chuộng đồ mã. Đến đời vua Đường Đại Tông, khi Phật giáo cực thịnh ở Trung Quốc, nhân dịp lễ Vu Lan, một nhà sư Phật giáo muốn khuyến khích người dân theo Phật nên tâu với vua ra lệnh cho người dân đốt nhiều vàng mã để kính biếu gia tiên trong ngày này. Không lâu sau, chiếu chỉ của vua lại bị chư tăng Phật giáo công kích dữ dội vì đốt vàng mã vào ngày rằm tháng 7 đã làm mất đi ý nghĩa thật sự của ngày lễ Vu Lan. Trước sự phản đối của chư tăng, người dân Trung Quốc đã tỉnh ngộ bỏ vàng mã nên nghề vàng mã đã dần suy thoái. Hậu duệ của Vương Vũ là Vương Luân bị thất nghiệp đã nghĩ ra kế làm người chết sống lại để người đời tin là nhờ hối lộ vàng mã mà thần thánh cho mình được phục sinh. Kể từ đó, vàng mã lại được phục hưng, người dân Trung Quốc tiếp tục sử dụng vàng mã để đốt cho linh hồn, các gia tiên, thiên địa quỷ thần khi ma chay tế lễ. Sách Trực Ngôn Cảnh Giáo của Trung Hoa kể lại rằng Vương Luân là dòng dõi của Vương Dũ, vì không muốn nghề nghiệp gia truyền làm vàng mã bị mai một nên cố gắng ra sức để chấn hưng nghề làm đồ mã, bèn lập một mưu kế với người bạn thân, lên kế hoạch bí mật giả chết bằng cách để người bạn thân đó giả vờ ốm đau cho mọi người biết. Khoảng vài ngày sau, Vương Luân loan tin rằng người bạn thân đã qua đời, sau đó khâm liệm bỏ vào quan tài chờ ngày an táng. Nhưng sự thật là người bạn của Vương Luân vẫn còn sống, tuy ở trong quan tài nhưng vẫn có lỗ trống ở dưới đáy để thở và đưa thức ăn vào. Đến ngày đưa đám tang, trong khi lễ nhạc linh đình, phúng điếu rộn rịp, Vương Luân đem giấy tiền vàng mã và những đồ dùng bằng giấy như nhà cửa, quần áo, hình nhân thế mạng, đích thân làm lễ cúng để cầu nguyện cho người bạn thân. Khi đốt xong thì quan tài tự nhiên động đậy, ai nấy đều thấy rõ ràng, vội cùng nhau mở nắp quan tài ra.
Người bạn thân của Vương Luân quả nhiên sống lại, đến trước mặt Vương Luân phủ phục xuống đất mà cảm tạ, thuật lại cho mọi người nghe rằng chư vị thần giới âm đã nhận được vàng mã hình nhân thế mạng nên thả hồn ông trở về cõi trần, nên ông ta mới được sống lại. Mọi người đều tin là thật, và tin tức đó được loan truyền rộng trong dân gian, nên đồ mã của Vương Luân sau đó được hưng thịnh như xưa. Nhờ thế các nhà buôn đồ mã lại làm giàu một cách nhanh chóng và phổ biến sang các nước chư hầu để tiêu thụ, trong đó có Việt Nam. Sau này do sự cạnh tranh nghề nghiệp nên người bạn thân đã tiết lộ mưu kế gian xảo của Vương Luân, và vì thế ngày nay chúng ta mới biết lai lịch của việc này. Tục đốt vàng mã này ảnh hưởng sâu đậm vào nước ta, từ vua chúa đến thứ dân. Vụ đốt vàng mã lớn nhất Việt Nam là vào đầu thế kỷ 20 trong đám tang của vua Khải Định, băng hà vào ngày 25 tháng 11 năm 1925. Triều đình Huế đã làm nguyên cả một ngôi điện kiến trung bằng giấy thật lớn và nhiều loại đồ dùng khác của vua như ngự liễn, long xa, tàn kiệu để đốt theo vua. Trong tín ngưỡng dân gian của người Việt tin rằng trần sao âm vậy, nên người sống thường mua các đồ mô phỏng hàng mã để cúng tiến cho người đã khuất. Cũng có ý kiến cho rằng tục đốt vàng mã gây lãng phí tiền của khi đốt nhiều vàng mã nhưng mua bằng tiền thật. Tuy nhiên tục lệ này vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển như một yếu tố văn hóa quen thuộc trong đời sống của người Việt.